Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring đến từ thương hiệu Gian, là dòng Gian Fast Rad SLR, SLR2, phiên bản SLR2. Được cái cách thiết kế khung, khung nhôm, và cái tông màu hôm nay em về là cái tông màu xám cực kỳ là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy trên hình. Tổng thể xe thì cực kỳ là mới. Đó, từ những cái nước sơn nhôm. Đó, rất là mới luôn, như là không có vết xước nào ở trên xe. Cách thiết kế bo khung đó, cực kỳ đẹp, là mềm mại và đẹp mắt. Đó, cái công nghệ nhôm trên chiếc xe là công nghệ Alac SLR, một cái công nghệ hiện đại mà là một cái công nghệ mới nhất của Gian thiết kế khung nhôm, công nghệ siêu nhẹ. Gian thì nó cũng đã rất là nổi tiếng trên toàn thế giới về cái công nghệ sản xuất khung nhôm. Nó phải gọi là chắc chắn, phải bậc nhất thế giới đấy, cái khung của xe Gian. Thì trên khung đây nó cũng có cái những cái tem như là chữ tiếng Anh ở đây. Các bác có thể là không nhìn thấy, nhưng mà đây là tem là xe là được xuất sang thị trường Australia và là New Zealand. Đây, Made in Taiwan. Xe là chính hãng của Gian luôn. Sử dụng bộ chuyển động Shimano, gạt đĩa là Shimano Soza. Nó phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Soza với 8 speed tương ứng với cả là 9 speed tương ứng với cả là 9 tầng lip, và bên này là chip bồ là 3, là tương ứng với cả 3 tầng đĩa. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau, bộ phanh dầu Shimano. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 52 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75, đi là phù hợp. Chuyển động các thứ chiếc xe rất là ngon lành, đây xuống cực kỳ nhẹ nhàng. Và cái giá bán của chiếc xe, bên em đang bán chiếc xe này với mức giá chỉ có là 16.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền. Một chiếc xe đạp Touring thương hiệu Gian. Đó, rất phù hợp cho các bác đi thể dục những đường phố hàng ngày, nó cũng rất là đẳng cấp. Đó, sử dụng chiếc xe trên đường cực kỳ là đẹp. Thì các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.